Xin chào các bạn. Có lẽ khi nhắc tới Campuchia trong khoảng 10 năm trở lại đây, cái tên luôn đi kèm với đất nước này chính là anh bạn Trung Quốc. Không khó để biết Trung Quốc đã đầu tư vào Campuchia mạnh đến thế nào. Và nếu nơi đầu dễ dàng nhận ra nhất quá trình Trung Quốc hóa tại Campuchia thì đó phải là thành phố Sihanoukville, một trong những đô thị quan trọng nhất của Campuchia. Sihanoukville là một trong những thành phố quan trọng nhất của Campuchia, đó là điều không phải bàn cãi. Nơi đây có cảng lớn nhất đất nước, có hoạt động công nông nghiệp phong phú, có tiềm năng du lịch lớn, có những casino khổng lồ và có cả khu phố tàu được đánh giá là lớn bậc nhất thế giới. Với người Việt Nam, đôi khi Sihanoukville được biết đến với cái tên Cầm Bóng Sao, một nơi mà nhiều người Việt cũng đã từng tới đây để đi du lịch thăm thú. Thành phố này có diện tích vào khoảng 195,5 km², còn cả tỉnh Sihanoukville rộng hơn 2.536 km². Ở Campuchia, không nơi đâu mang màu sắc Trung Quốc một cách nổi bật như là Sihanoukville. Kể từ năm 2010, khi Campuchia và Trung Quốc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, dấu ấn của Trung Quốc tại đây đã gia tăng chóng mặt. Campuchia đã đi theo sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc. Kể từ đó, sáng kiến này đã mang lại cơ hội phát triển cơ sở hạ tầng đáng kể cho Campuchia, như đặc khu kinh tế Sihanoukville với vốn Trung Quốc và cao tốc Phnom Penh Sihanoukville. Trong quá trình này, Trung Quốc đã thay thế Nhật Bản trở thành nước đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI lớn nhất và đồng minh thân cận nhất của Campuchia. Trung Quốc đã cấp kinh phí cho 7 dự án đập thủy điện có thể cung cấp một nửa nhu cầu điện năng của Campuchia. Tính từ thập niên 1990, Trung Quốc xây dựng tổng cộng 3.000 km cao tốc và 8 cây cầu. Giữa những năm 2013 đến 2017, Trung Quốc đầu tư hơn 5,3 tỷ đô la Mỹ vào Campuchia, trung bình khoảng 1 tỷ đô la Mỹ một năm. Năm 2018, FDI vào Campuchia đạt 3,1 tỷ đô la Mỹ, đứng đầu là từ Trung Quốc. Nhìn chung, số tiền Trung Quốc đổ vào Campuchia rất nhiều, mà đặc biệt trong số đó là tỉnh Sihanoukville, hay cách riêng là thành phố Sihanoukville. Sihanoukville đã đón nhận các khoản đầu tư lớn nhờ các vị trí thuận lợi và chính sách trải thảm đỏ cho đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản và sòng bạc. Đã có hơn 80 sòng bạc, chủ yếu do người Trung Quốc sở hữu trong khu vực. Những công trình này được đặt những cái tên mỹ miều như Macau mới hay MGM mới. Đây là tên của một sòng bài nổi tiếng ở Las Vegas của Mỹ. Chúng chỉ dành riêng cho du khách Trung Quốc. Người Campuchia, theo luật, bị cấm chơi cờ bạc. Trong các sòng bạc của Sihanoukville đông nghịt khách tàu. Trước đây, cũng có người Việt Nam và người Thái Lan tới Sihanoukville đánh bài, nhưng rõ ràng không thể so sánh được với số lượng khách Trung Quốc. Nhờ các khách giàu có của Trung Quốc tìm đến mà tình hình làm ăn tại đây đã trở nên khấm khá hơn rất nhiều. Ngành kinh doanh cờ bạc bùng nổ đã mang lại nguồn thuế khả quan cho Campuchia. Năm 2017, tiền thu thuế cờ bạc của Campuchia đã lên tới 48 triệu đô la Mỹ. Ngoài ngành công nghiệp cờ bạc truyền thống, còn phát triển ngành kinh doanh cờ bạc trực tuyến. Nhiều con bạc không thể đến các sòng thì tham gia đánh bạc trực tuyến. Làn sóng du khách Trung Quốc đến đây cũng vì thế kéo theo các nhà đầu tư. Theo báo cáo gần đây của chính quyền Sihanoukville, người Trung Quốc đang sở hữu đến 90% các doanh nghiệp của tỉnh, bao gồm khách sạn, nhà hàng, sòng bạc hay các tiệm massage, vân vân. Nếu đến Sihanoukville, có cảm giác rằng nơi đây cứ như một địa phương của người Trung Quốc vậy, chứ chẳng còn thuộc về Campuchia nữa. Người ta ước tính rằng số lượng du khách Trung Quốc đến Sihanoukville nhiều ngang với số dân của thành phố này. Sihanoukville chỉ có hơn 100.000 dân. Số lượng khách Trung Quốc đến đây cũng phải tầm đó. Dân số của thành phố này vì thế cũng đã gia tăng đáng kể nhờ sự xuất hiện của người Trung Quốc. Thậm chí dần dần, số người Trung Quốc ở Sihanoukville còn đông hơn cả cư dân bản địa. Các nhà hàng, ngân hàng, siêu thị và khách sạn ở vùng đất này đều có gắn biển hiệu chữ Trung Quốc. Người ta nói rằng Trung Quốc đang cố gắng truyền bá ảnh hưởng chính trị và kinh tế của mình tại đây thông qua sáng kiến phát triển cơ sở hạ tầng đầy tham vọng mang tên Vành Đai và Con Đường. Còn Campuchia thì đang cố gắng phát triển kinh tế mà không bị ràng buộc bởi những điều kiện về nhân quyền mà chính phủ Mỹ và các nước châu Âu thường gắn kèm khi trợ giúp. Hai mong muốn này đã được tìm thấy nhau tại Sihanoukville. Có thể nói đây là ví dụ điển hình cho sự đón nhận của Campuchia trước những giúp đỡ từ phía Trung Quốc. Quả thực, chính phủ Campuchia đã cấp phép một cách bất thường cho các khoản đầu tư từ Trung Quốc. Rất nhiều sòng bài được thành lập và còn nhiều công trình khác nữa. Chẳng hạn, dự án Blue Bay, một chung cư kiêm sòng bạc
được quảng cáo là một trong những dự án biểu tượng của sáng kiến vành đai và con đường. Tại đây, những căn hộ nhỏ nhất được bán với giá khoảng 143.000 đô la Mỹ, còn những căn cao nhất có giá lên tới hơn 500.000 đô la Mỹ. Đó đều là những căn hộ hạng sang đối với người Campuchia. Trong khu vực thành phố Sihanoukville có một khu kinh tế đặc biệt của Trung Quốc và Campuchia được tách ra. Trong số hơn 100 doanh nghiệp ở trong đặc khu, cơ bản là các công ty Trung Quốc. Trong hơn 1 tỷ đô la Mỹ đầu tư vào đặc khu kinh tế Campuchia mỗi năm, đầu tư của Trung Quốc chiếm khoảng 90%. Các công ty mà các doanh nhân Trung Quốc đầu tư vào chủ yếu là các ngành may mặc quần áo và sản xuất đồ gia dụng. Họ lợi dụng Sihanoukville, một cảng miễn thuế, để xuất khẩu hàng hóa sản xuất của Trung Quốc ra thế giới. Sự gia tăng các công ty Trung Quốc đã làm tăng cơ hội việc làm cho dân chúng địa phương. Tiền lương bình quân đầu người của địa phương này cũng thuộc hàng đầu trong GDP bình quân đầu người của Campuchia. Bộ mặt của Sihanoukville vì thế cũng đã thay đổi chóng mặt trong khoảng 10 năm trở lại đây. Nhưng nếu nói rằng người Campuchia hoàn toàn đón nhận làn sóng Trung Quốc hóa này chưa hẳn đã đúng. Trước sự xâm nhập ồ ạt của Trung Quốc, ngoại trừ những người Campuchia làm việc trong các khách sạn và sòng bạc, phần lớn người dân ít được hưởng lợi từ những khoản đầu tư này. Trước đây, có nhiều khách du lịch phương Tây tới Sihanoukville để thưởng lãm phong cảnh, thưởng thức các món ăn địa phương và tìm hiểu về văn hóa địa phương. Thành ra người làm du lịch ở đây cũng như dân chúng ở đây cũng có thu nhập tốt. Nhưng người Trung Quốc thì khác. Họ không muốn ăn đồ Khmer và trải nghiệm phong tục địa phương. Họ chỉ thích thức ăn của họ mà thôi. Thành ra nhiều nhà hàng, quán bar phục vụ khách du lịch Tây giờ chỉ còn là những đống đổ nát. Người Trung Quốc đến Sihanoukville du lịch chỉ mua sắm ở các cửa hàng do người Trung Quốc kinh doanh, chỉ đi taxi do người Trung Quốc cầm lái, nên nhiều doanh nghiệp của người Campuchia đã phải đóng cửa. Rất nhiều người Campuchia đã phải chọn cách rời Sihanoukville để trở về quê hương của họ. Rồi thì sự ồn ào mà người Trung Quốc tạo ra cũng không được đón nhận. Người dân địa phương cũng lo lắng về tình trạng tội phạm có tổ chức xuất phát từ các sòng bạc và các vụ việc bạo lực do say rượu ngày một gia tăng. Theo người dân địa phương, lý do chính dẫn đến việc bỏ đi của du khách phương Tây và sự đổ về của người Trung Quốc là vấn đề về chỗ ở. Các khách sạn và nhà nghỉ rẻ tiền được khách du lịch phương Tây ưa chuộng đã nhường chỗ cho các nhà phát triển địa ốc của Trung Quốc. Những người phải trả nhiều tiền để mua đất hoặc thuê đất. Tất nhiên, lý do chính vẫn là sự xuất hiện ồ ạt của doanh nghiệp Trung Quốc và người Trung Quốc khiến khách phương Tây không còn mặn mà tới Campuchia nữa. Rồi cũng đã có những vụ việc đau lòng xảy ra tại đây. Như cách đây mấy năm, vụ tòa chung cư do Trung Quốc sở hữu đang xây dựng thì đổ sập, khiến 28 người chết và ít nhất 26 người bị thương. Hầu hết là các công nhân xây dựng của Campuchia. Điều này lại càng khắc sâu thái độ tiêu cực về đầu tư Trung Quốc tại Campuchia. Mặc dù các khoản đầu tư vành đai và con đường của Trung Quốc đã giúp Sihanoukville hay Campuchia phát triển, nhưng lợi ích đó không được chia sẻ đồng đều với người dân địa phương. Dường như chỉ có những giới giàu có hoặc người Campuchia đã có sẵn nhà đất hoặc phục vụ khách Trung Quốc là được hưởng lợi. Thành ra vì thế, Sihanoukville giờ như trở thành một địa phương của Trung Quốc vậy. Nó dường như chẳng còn thuộc về người Campuchia nữa. Tất nhiên, chính phủ hai bên vẫn tô vẽ những điều tốt đẹp về các khoản đầu tư này. Nhưng xem chừng, người dân nơi đây không còn đón nhận điều đó cho lắm. Sihanoukville vì thế trở thành bài học cho bất cứ nơi nào muốn phát triển dưới các khoản đầu tư của Trung Quốc. Nếu chấp nhận đi theo con đường như vậy, họ có thể đánh mất chính mình, trở thành một thành phố Trung Quốc hóa, chứ không còn là mảnh đất của người Campuchia nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay trên kênh Thông tin Đó Đây. Trước khi rời đi, đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để ủng hộ cho ekip nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.